Chúng ta nghe tiếp cái cuộc đời về lịch sử của Đức Phật. Thì sau khi làm lễ chào tỳ đức vua xong, thì quý vị biết á, là ở trong hoàng cung á, có rất nhiều cái nỗi buồn. Mà cái người mà buồn nhất, sầu thảm nhất là bà Kiều Đàm Di, tức là bà vợ của vua Tịnh Phạn. Thì bà Kiều Đàm Di đã có con cũng đi tu. Rồi bây giờ nương tựa với chồng vua Tịnh Phạn thì băng hà. Bây giờ bà sống với ai đây? Bà sống không còn ý nghĩa nữa. Bà không còn cái công việc của bà đó là không còn phụng sự cho ai nữa hết. Mà bây giờ bà sống rất là cô độc. Thành ra mới xin Đức Phật đi xuất gia. Lúc bây giờ Phật đang ở hoàng cung mà Phật không có nhận lời. Phật mới lên đường đi hành đạo qua xứ khác. Thì bà mới đi theo. Bà mới cùng với cung phi mỹ nữ tự cạo tóc, rồi đắp y, đầu trần chân đất, rồi đi theo Đức Phật để xin xuất gia. Thì bà đi như vậy đó, trải qua một cái đoạn đường dài gần 200 cây số, chân cẳng xưng phòng. Quý vị mà hồi trước tới giờ mà quý vị chưa từng đi chân không á, quý vị bỏ dép đi chân không một bữa đi cho biết. Mà nhất là đi ở ngoài lộ nhựa đó, đi một ngày một thôi, tối lại là nó rác rạc cái bàn chân hết trơn. Mà nó rác đó không phải là một ngày, mà nó rác có khi là cả nửa tháng, nó chưa hết đau nữa. Nó phồng chân đó, mà cái da bàn giò của chúng ta mà nó phồng rồi đó là quý vị biết nó lâu lành lắm, nó đau đớn như lắm, không phải là đơn giản. Cho nên muốn đi đất ra ngoài đường phải tập đi đất ở trong nhà, đi thường xuyên đi cho cái da của mình nó dày lên đó, thì lúc đó đi mới nổi. Cái thứ hai nữa là một cái người phụ nữ ở trong hoàng tộc chưa từng làm một cái việc gì nặng nhọc, cũng như chưa từng chịu cực khổ, mà bây giờ phải làm những cái việc như vậy, thì chúng ta thấy là quá sức của bà Kiều Đàm Di rồi. Mà sở dĩ bà làm được như vậy là cái ý chí xuất gia của bà nó mạnh lắm, bà mới làm được. Chứ còn mà nếu như đơn giản á, chẳng hạn như mình lại mình xin tu mà người ta nói á, thức khuya dậy sớm làm nổi không, là lúc đó mình muốn quẩy đồ mình đi về rồi đó. Bởi vì đi tu là người ta nghĩ là mình tu là mình là kiến tánh thành Phật, chứ đâu phải là tu là sức thức khuya dậy sớm. Tu là công phu công quả công trình, đâu nghĩ vậy đâu. Hãy mình vô mình tu là kiến tánh thành Phật à đó. Mà mình không nghĩ rằng phải có cái quá trình tu tập, làm sao mà kiến tánh thành Phật. Bây giờ nói kiến tánh thành Phật thì ai nói cũng được, nhưng mà làm được hay không là chuyện đó mới là quan trọng. Xa dễ lắm, quan trọng là mình có làm được hay không, chứ đừng có nói. Nói cái chỗ này á, là chỉ là nói ở trên đầu lưỡi mà thôi. Nhiều người tu hành bỏ thứ lớp. Trong lực Phật dạy á, tổ dạy á, người xuất gia 5 năm học lực, sau đó học kinh và thâm thiền. Rồi đó thì vì mẫu đến xin Phật được xuất gia thì Phật không nhận lời, không hứa khả. Phật mới buồn quá và đi ra ngoài cổng á, đứng đó khóc. Tình cờ gặp ngài A Nan đi đâu về. A Nan mới thấy vì mẫu, mới hỏi vì mẫu sao mà khóc, làm gì mà bi ai sầu thảm vậy. Thì dì mẫu mới nói á, cuộc đời của tôi á thì không còn nơi nào để nương tựa hết, chồng cũng chết, con cũng đi tu,
coi như tôi mất hết tất cả rồi mà bây giờ tôi xin muốn tìm một cái nơi để nương tựa cuối đời này, nhưng mà muốn theo Phật để mà tu hành mà Phật không nhận. A Nan mới nói thôi bây giờ dì mẫu đứng đây chờ, để A Nan vô xin Phật coi coi Phật có chấp nhận hay không. A Nan mới vô nói bạch Đức Thế Tôn, dì mẫu muốn xin xuất gia. Phật nói thôi đi A Nan, đừng có nói nữa, ta không có nhận, ta không có cho dì mẫu xuất gia. A Nan mới nói bạch Đức Thế Tôn, dì mẫu có ơn lớn với thái tử Si Đạt Ta nuôi từ tấm bé, là sữa của dì mẫu chính là cho sĩ thái tử uống, cho Phật uống để lớn khôn, ẩm bồng, rồi là đút cơm, rồi giặt giũ quần áo, đủ thứ chuyện. Dì mẫu có ơn lớn với Phật, tại sao Phật không trả ơn cho dì mẫu? Phật mới nói nếu như có người nào mà dạy người khác biết tin nhân quả, biết tu trí tuệ, có chánh kiến, thậm chí chứng tu đạo hoàng, người này cũng có ơn lớn với người kia, ơn này còn lớn hơn nữa. Thành ra A Nan bị bí lỗi rồi, mới suy nghĩ qua cái phương án khác, mới nói bạch Đức Thế Tôn, người nữ đi xuất gia có đắc quả không? Phật nói đắc quả chứ, đắc quả sao mà Phật không cho người nữ đi xuất gia? Phật mới nói thôi bây giờ A Nan, ông ra ông nói 8 điều này cho dì mẫu nghe, mà nếu như mà dì mẫu nghe mà chấp nhận dân dữ trọn đời thì ta cho xuất gia, tức là bát kính pháp, 8 pháp bát kính mà Đức Phật đã truyền cho A Nan. A Nan mới ra mới đọc lại cho dì mẫu nghe. Sau khi A Nan nói 8 bát kính pháp này, dì mẫu nghe xong, dì mẫu chấp nhận liền, ví như một đứa con gái mà được tắm rửa sạch sẽ, rồi được xịt dầu thơm, được đeo tràng hoa, được đặt lên chỗ cao quý như thế nào, thì hôm nay là chúng con xin dân giữ 8 điều này trọn đời như vậy, như thế ấy. Dì mẫu chấp nhận 8 bát kính pháp đó, cho nên Đức Phật mới liền chấp nhận cho người nữ được xuất gia trong cái hàng là tăng đoàn của Phật. Thì lúc bây giờ đã thành lập được là ni chúng, thì có tứ chúng. Thì sau khi xuất gia cho dì mẫu xong, Phật mới nói A Nan thế này: ví như là ruộng lúa tốt mà bị mưa đá, chắc chắn ruộng lúa bị thất mùa. Ví như nhà trưởng giả sanh nhiều con gái, ít con trai, thì phải biết nhà đó là vận mạnh, mệnh của nhà đó phải suy di. Nay người nữ được xuất gia trong chánh pháp của ta, thì chánh pháp của ta đã giảm đi 500 năm. A Nan nghe nói như vậy buồn quá. Cũng tại mình xin Phật, rồi mình dặn tới dặn lui, mình nạn này nạn nọ, để cuối cùng rồi Phật chấp nhận, để rồi ảnh hưởng đến chánh pháp của Đức Phật là suy giảm 500 năm. A Nan buồn quá rơi lệ, vừa khóc vừa đi, là đi ra ngoài, không ở đó nữa, thì đi chỗ khác. Bởi vì biết mình cũng do mình một phần, cho nên mình đã lỡ rồi thì bây giờ phải chấp nhận như vậy. Thì thưa quý vị, cho nên khi mà Phật nhập Niết Bàn rồi đó, thì Ngài Ca Diếp á, thì Ngài bắt cái tội Ngài A Nan nó tới 6 điều. Mà trong 6 điều đó có cái tội là Ngài Ca Diếp nói á, cũng tại ông xin Phật này nọ, ông năn nỉ ỷ ôi để cho Phật cho người nữ xuất gia, bây giờ Phật nhập Niết Bàn để cái gánh nặng này lại cho tôi lãnh. Thành ra là cũng tại ông mà bây giờ mới có như vậy. Thành ra Ngài Ca Diếp cũng hơi là trách cái chỗ mà của Ngài A Nan. Nhưng mà thưa với quý Phật tử, cũng từ những cái nhân duyên như vậy đó,
Cho nên ở bên Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông trước đây á, là người ta không có cho người nữ đi tu, không, người nữ không được đi tu. Nhưng mà sau thời gian gần đây đó, tức là người ta mới cái phong trào mà nam nữ bình quyền đó, bình đẳng các giới đó, thì người ta mới bắt đầu ta nghiên cứu lại, thì người ta mới chấp nhận cho người nữ được xuất gia, nhưng mà cũng chưa có bình đẳng lắm nữa. Bởi vì sao? Vì cái người nữ ở bên Phật giáo Nam Tông á, là Nguyên Thủy á, là mặc y hồng, tức là y cái màu trắng, mà bây giờ có cái màu hường lợt lợt vậy đó, chứ không được mặc màu vàng. À, cũng còn vẫn là còn phân biệt là xem nhẹ, chứ không có được là coi như là quý trọng, cũng giống như là chư tăng đó. Là hiện giờ Thái Lan đã cho người nữ được xuất gia rồi, Myanmar cũng cho người nữ xuất gia rồi, nhưng mà y là y hường, y màu hường hường lật lợt vậy đó, chứ không phải là y vàng, mà cũng phải là gọi là y trắng, chứ không có y màu sậm giống như bên chư tăng. Thì chúng ta thấy là cũng còn phân biệt, cũng còn là xem nhẹ về cái giới tính mà đối với nữ nhân ở trong cái pháp xuất gia. Và cái người nữ được xuất gia đó, cho nên Phật mới gọi là ni. Bởi vì chữ nữ á, tức là cái tính còn tham, thành ra mới gọi là nữ. Quý vị biết ở trong cái chữ nho đó, cái chữ gian đó, cái chữ gian và gian tham đó, cái chữ gian đó nó được viết như thế nào biết không? Ba cái chữ nữ ghép lại à, là đọc là chữ gian, là gian tham đó. Là ba cái chữ nữ ghép lại. Cho nên bản chất của chữ nữ tức là bản chất còn tham, cái tánh còn tham, còn nặng cái nghiệp tham. Thành ra Đức Phật mới không cho gọi nữ mà gọi ni. Ni tức là trừ cẩn, tức là trừ tham, trừ đối khác. Thành ra mới gọi là ni. Thành ra là chúng ta thấy người xuất gia ta không kêu nữ tu sĩ, mà phải kêu là ni, thì nó đúng nghĩa hơn là kêu bằng nữ tu sĩ. Kêu bằng nữ tu sĩ tất nhiên là chưa hiểu cái ý nghĩa của người nữ đi xuất gia. Thôi tới đây thì bát kinh pháp thì quý vị cũng đã biết rồi, cho nên không có lặp lại. Là bởi vì cái bát kinh pháp này nó không có được phổ biến rộng nhiều, bởi vì có nhiều người họ bàn tán về bát kinh pháp lắm. Có nhiều người ta cho rằng bát kinh pháp coi như là nó không bình đẳng ở trong cái giới giữa nam nữ, mang cái tính giống như là phân biệt rồi kỳ thị. Mà Đức Phật, tại sao cái pháp của Phật là bình đẳng mà tại sao còn bát kinh pháp? Cho nên sau này có nhiều người cũng yêu cầu muốn bỏ cái đó đi. Nhưng mà thật sự ra bát kinh pháp không phải là do các tổ lập, do các tổ chế, tức là không phải là sau này, mà nó ở vào cái thời kỳ Phật còn tại thế, và thời kỳ đó là mới có cái mùa hạ năm thứ tư thôi là đã có Phật chế rồi, và vẫn giữ nguyên cho tới bây giờ. Cho nên không ai dám bỏ cái điều này, mà người nào gan lắm thì người đó cứ bỏ, người nào mà dám cãi thì người đó cứ bỏ, chứ còn cái này là không có bỏ được, trải qua bao nhiêu đời cũng phải giữ. Và tới đây mình tạm dừng cái thời pháp hôm nay.